Xin chào nhà báo Phạm Chí Dũng ạ. Vâng, chào anh Trần Quốc Thành. Cách đây 5 năm, vào ngày 5 tháng 2 năm 2014, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã có cuộc kiểm điểm phổ quát tình hình nhân quyền ở Việt Nam và đã đưa ra gần 200 khuyến nghị về tình hình nhân quyền Việt Nam. Năm nay vào ngày 21 tháng Giêng năm 2019, Liên Hợp Quốc lại tổ chức một phiên họp nữa để kiểm điểm phổ quát tình hình nhân quyền ở Việt Nam sau cái phiên họp trước vào ngày 21 tháng Giêng năm 2019. Nhìn lại 5 năm qua tình hình nhân quyền ở Việt Nam, những điểm mà Liên Hợp Quốc khuyến nghị, nhà báo Phạm Chí Dũng thấy thế nào ạ? Tôi nghĩ là cái này có lẽ là căn cứ vào cái đánh giá của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Việt Nam đã thực hiện tới khoảng 97% những cái khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và tôi tin vào con số đó, nhưng mà tôi tin vào cái con số đó với tư cách là nó đảo ngược trở lại. Có nghĩa là Việt Nam chỉ có thực hiện được có 3% thôi, trong khi đó 97% là chưa thực hiện được. Tại vì rõ ràng nhất là thế này. Ở Việt Nam có một cái điểm rất rất khôi hài là họ luôn luôn tô hồng đánh bóng về cái chuyện là những cái khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc họ đã thực hiện được. Và cái thành tích lớn nhất mà họ thực hiện được về vấn đề nhân quyền thì té ra lại là có hai chuyện rất là khôi hài. Thứ nhất là quyền của người đồng giới. Ở Việt Nam xuống đường biểu tình vì các quyền an sinh xã hội, bị bắt, bị đánh đập, dã man. Nhưng mà các nhóm đồng tính luyến ái, các nhóm đồng giới dương oai diễu võ và diễu hành và biểu tình ngoài đường, không ai làm gì cả. Thậm chí là cởi trần chuồng ra ở giữa đường cũng không ai làm gì cả, và công an đứng thờ ơ nhìn, coi như không phải việc của người ta. Và người ta nghĩ rằng đó là một cái chuyện hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện chính trị và vô thưởng vô phạt. Và miễn là không liên quan tới chính trị thì không làm sao cả, không làm gì cả. Thì đó là có thể nói là cái quyền được, quyền con người tiêu biểu nhất mà Việt Nam đã thực hiện được trong suốt thời gian những năm vừa qua. Và cái quyền thứ hai mà rất khôi hài cũng cần phải nói thêm, tức là trong khi năm 2018 xảy ra ít nhất là 11 cái chết của con người ở trong các đồn công an, thì đến cuối năm 2018 thì lại ra một cái văn bản của chính phủ về bảo vệ quyền của động vật mà chúng tôi gọi là súc quyền, có nghĩa là không được đánh đập trâu bò chó mèo vân vân. Thế thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ là cần phải đúc kết là một cái triết lý như thế này. Tức là trong những năm vừa qua, kể từ ngày Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ cuối năm 2013 cho tới nay, thì chính quyền Việt Nam đã coi trọng súc quyền hơn hẳn việc coi trọng nhân quyền. Đó là cái điểm mà đúc kết của tôi. Và đó là cái lý do mà tại sao nhé, chúng ta đặt một cái dấu hỏi như thế này, tại sao mà lại có một cái sự thay đổi thái độ rất đột ngột và mạnh mẽ, từ nhu hòa sang mạnh mẽ của Liên minh châu Âu, của Nghị viện châu Âu và kể cả của cộng đồng châu Âu và các nước ở phương Tây đối với Việt Nam liên quan tới vấn đề nhân quyền. Tại vì liên quan tới vấn đề mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, thì mặc dù Việt Nam đã điều trần, được coi là điều trần thành công tại cái cuộc điều trần tại Bruxelles Bỉ vào tháng 10 năm 2018, nhưng mà sau đó có một tháng thôi thì Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu đã ban hành một cái nghị quyết về nhân quyền và cứng rắn chưa từng có. Và cứ đọc vào cái nghị quyết nhân quyền này của cái Nghị viện châu Âu là có thể thấy là Việt Nam đã đóng góp như thế nào cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ cuối năm 2013 tới nay. Có nghĩa là Nghị viện châu Âu trong cái bản nghị quyết này là cứng rắn và đầy đủ chưa từng có, đề cập tới tất cả những cái lĩnh vực mà Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng, như là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, tự do internet, tự do tôn giáo, và kể cả cái vấn đề mà luật an ninh mạng mà vừa rồi ấy, Việt Nam đã đưa vào thực hiện, đã đưa vào triển khai, thì Nghị viện châu Âu cũng nhắc nhở về cái chuyện đó và đòi hỏi là Việt Nam phải cải thiện nhân quyền về nhiều mặt, trong đó cải thiện đặc biệt là cái vấn đề là cái quyền tự do báo chí, tự do lập hội, công đoàn độc lập, tự do tôn giáo.
và đòi Việt Nam phải hủy bỏ hoặc là ít nhất cũng phải là hoãn thi hành cái luật an ninh mạng đó. Thế thì nhìn vào cái đó có thể thấy là 200 khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc từ cuối tháng, từ tháng 2 năm 2014, tức là cái cuộc họp đầu tiên của Việt Nam vào tại Geneva và Thụy Sĩ kiểm điểm định kỳ phổ quát, thì cho tới nay lần thứ hai Việt Nam phải thực hiện lại cái động tác này, nhưng mà chỉ có điều là lần thứ hai này Việt Nam thực hiện với một cái bản nghị quyết rất cứng rắn và rất bức xúc của chính nghị viện châu Âu đó. Thì tôi nêu cái vấn đề đó để cho chúng ta thấy là điều đó phản dội lại, phản ngược lại cái báo cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chính phủ Việt Nam về cái việc là Việt Nam đã thực hiện tới thành công tới 97% những cái khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc. Nhưng mà tôi tin một điều là thế này, có hai cái một cái sự khác biệt lớn giữa hai kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR vào năm 2014 và năm 2019, sau 5 năm. Năm 2014 Việt Nam mới tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc, và cái được gọi là thành tích đàn áp nhân quyền của Việt Nam á, thì được du di, và các nước trong Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc và kể cả những nước phương Tây châu Âu có lẽ họ còn hy vọng là vẫn có thể là thuyết phục, lôi kéo, vận động và dùng những cái đòn bẩy thương mại để có thể làm cho xoay chuyển được cái thái độ của Việt Nam đối với nhân quyền. Nhưng mà qua 5 năm thì rõ ràng là không có gì thay đổi cả, và mọi việc càng ngày càng, tình hình càng ngày càng tồi tệ thêm. Và chỉ riêng năm 2017 và năm 2018 thì Việt Nam đã trở về cái thời kỳ là năm 2011 và năm 2012, có nghĩa là bắt giam và kết án mỗi năm như vậy là khoảng 50 người, năm chục người bất đồng chính kiến. Đó thì tôi thấy cái biểu đồ bắt bắt bớ và kết án của Việt Nam đang tăng lên, tăng rất mạnh, của chính thể Việt Nam đã tăng lên rất mạnh, và đó chính là cái câu trả lời có lẽ là đầy đủ nhất cho cái việc là trong 5 năm vừa qua thì Việt Nam đã thực hiện những cái khuyến nghị cải cách, cải thiện nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc như thế nào. Năm 2011 cũng đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn tại nhiều địa phương trên cả nước Việt Nam, đã biểu tình là bảo vệ Tổ quốc, chống lại cái sự xâm lược Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đã bị đàn áp một cách quyết liệt và rất nhiều người đã phải đi vào đồn lao lý. Đến năm 2018, cuộc biểu tình mùng 10 tháng 6 cũng lại rất quyết liệt và nổ ra trên phạm vi gần như khắp cả nước, và là một cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay để mà đòi hủy bỏ cái dự luật đặc khu và cái luật an ninh mạng. Rồi sau đó cuộc biểu tình đó cũng lại bị đàn áp một cách khốc liệt, và đến nay những người tham gia các cuộc biểu tình đó vẫn tiếp tục bị đàn áp bằng các bản án bỏ tù như ở Bình Thuận. Nhà báo Lê Phạm Chí Dũng bình luận gì về cái sự đàn áp quyết liệt đó và thấy cái sự gọi là mà dân chủ nhất và chống độc tài nhất mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên ạ? Chỉ có thể nói đó là một thêm một cái bằng chứng nữa về cái việc là Việt Nam được coi là Việt Nam luôn luôn quan tâm và bảo đảm các quyền về con người, và chứng minh với thế giới rằng á, không những Việt Nam không quan tâm và bảo đảm các quyền về con người, và mà Việt Nam chính thể độc đảng ở Việt Nam vẫn tiếp tục tiếp tiếp diễn cái việc mà đàn áp biểu tình và đàn áp cái quyền tự do ngôn luận của con người. Và có thể nói là cái quyền biểu tình ấy, là quyền được ghi ở trong Hiến pháp Việt Nam điều thứ 25 từ năm 1982 đó. Nhưng mà cho tới nay thì đã rất lâu rồi, có thể nói là gần 30 năm trôi qua nhưng mà vẫn chưa được cụ thể hóa, và Việt Nam vẫn chưa hề có một cái luật biểu tình về cái chuyện này. Thế thì trong khi đó thì chính quyền lại thẳng tay đàn áp, thì tôi nghĩ rằng kết nối lại cái vấn đề mà anh Trần Quang Thành hỏi tôi về vấn đề mà Việt Nam phải kiểm điểm định kỳ phổ quát, thì tôi cho rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc kỳ này họ sẽ sát hạch một cách dứt khoát, cứng rắn và rất nghiêm khắc đối với Việt Nam. Tại vì trước cái cuộc mà kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR vào ngày 12 tháng 1 sắp tới đấy, thì Ủy ban chống tra tấn quốc tế cũng đã sát hạch Việt Nam về cái thành tích của Việt Nam trong cái việc là có giảm bớt được cái nạn tra tấn ở Việt Nam hay không. Và sau đó thì Ủy ban chống tra tấn quốc tế đã ban hành một cái văn bản rất là dài khuyến nghị và khuyến cáo Việt Nam, và họ
qua cái văn bản này với những cái nội dung hết sức chi tiết về hành vi, hành động và các vụ việc và các khuyến nghị, thì điều đó cho thấy là Ủy ban chống tra tấn quốc tế họ đã nhận được những thông tin có lẽ là rất đầy đủ từ các nhóm, các tổ chức nhân quyền và của người dân Việt Nam, thông báo cho họ về tình hình thực tế ở Việt Nam là như thế nào, trái ngược hoàn toàn với cái việc mà báo Công an Nhân dân viết giật một cái tít là cái đoàn của Thượng tướng Lê Quý Vương, tức là Thứ trưởng Bộ Công an, đã bảo vệ thành công trước Ủy ban chống tra tấn quốc tế. Vậy thì chúng ta phải làm gì, kiên trì thế nào trong cuộc đấu tranh quyết liệt để mà cái quyền của con người ở Việt Nam, các cái quyền mà con người phải được thực hiện ở Việt Nam, nó sẽ đi vào thực tế chứ không phải như là những cái lời hứa hão của nhà cầm quyền hiện nay ạ? Tôi nghĩ rằng những người như anh Trần Quang Thành và những tổ chức ở hải ngoại, tổ chức nhân quyền ở hải ngoại có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ giới đấu tranh nhân dân chủ nhân quyền trong nước bằng cái hình thức, phương thức là quốc tế vận. Và có thể nói là cho tới nay là quốc tế vận đã thành công được một phần. Không phải bỗng dưng vào năm 2017 trong cái Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP, thì chính thể độc đảng ở Việt Nam đã phải chấp nhận công đoàn độc lập, cái điều mà họ sợ nhất, họ sợ hơn tất cả các hoạt động nhân quyền của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Họ sợ công đoàn độc lập vì họ sợ đó là một sự biến tướng của công đoàn đoàn kết và sẽ lật đổ chế độ của họ. Nhưng mà họ lại phải chấp nhận công đoàn độc lập tại vì họ rất cần thương mại. Thế thì tôi nghĩ rằng cái đòn bẩy thương mại luôn luôn là một cái thích tố và cũng là một cái phương tiện tiện dụng để sử dụng trong cái việc là bắt buộc, thúc ép và bắt buộc chính quyền Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Và tôi tin rằng trong cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu sắp tới thì chắc chắn là Việt Nam sẽ phải nhân nhượng một số điều kiện. Tôi tin là điều đó thì điều chắc chắn Việt Nam sẽ phải nhân nhượng một số cái điều kiện về nhân quyền để có thể được tham gia cái hiệp định này. Và mọi chuyện không còn, một thời gian không còn lâu nữa, tại vì chỉ còn có 4 tháng nữa thôi là Nghị viện châu Âu sẽ họp bầu cử mới. Và nếu như bầu cử mới và có những gương mặt mới với những quan điểm mới mà lúc đó Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu chưa được thông qua thì không ai biết chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Quang Thành và xin chào quý thính giả. Vâng, cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng ạ.